Ca sĩ Trường Vũ về Việt Nam đám cưới lần hai. Thông tin Trường Vũ tổ chức hôn lễ ở Bến Tre gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi nam ca sĩ về Việt Nam cưới vợ lần hai. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin ca sĩ Trường Vũ tổ chức đám cưới tại Ba Tri, Bến Tre. Trong đoạn clip được lan truyền, nam ca sĩ diện vest trắng đen, tay cầm hoa cưới sánh bước bên người bạn đời diện áo dài đỏ truyền thống. Khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ. Một bộ phận cư dân mạng bất ngờ khi Trường Vũ tổ chức đám cưới ở tuổi 61. Nhiều người xem còn hoài nghi về tính xác thực của thông tin. Một tài khoản bình luận: "Tôi xem cứ tưởng Trường Vũ đi dự đám cưới của ai chứ, đọc bình luận mới biết là chú rể." Người xem khác hoài nghi: "Này giống như đang quay clip chứ cưới thật sao kỳ vậy?" Hình ảnh đám cưới danh ca Trường Vũ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ảnh TL chụp màn hình một nguồn tin xác nhận với chúng tôi việc Trường Vũ vừa tổ chức đám cưới ở Bến Tre. Trước đó, nam ca sĩ và vợ gặp gỡ, quen nhau chỉ trong vài tháng rồi tiến đến hôn nhân. Trường Vũ và vợ cũ hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2023 sau nhiều nỗ lực hàn gắn. Con chung ở với vợ cũ, còn nam ca sĩ bay đi bay về để thăm con và chu cấp. Trường Vũ sinh năm 1963, nổi tiếng với loạt ca khúc như Đám Cưới Nghèo, Nghèo Mà Có Tình, Không Giờ Rồi. Ngoài công việc đi hát, nam danh ca dành thời gian cho gia đình, chăm chút cây cối hay về Việt Nam ngồi ghế nóng một số chương trình truyền hình. Có quãng thời gian, Trường Vũ phát triển kênh YouTube, chia sẻ cuộc sống đời thường đến khán giả. Trước đó, nam ca sĩ từng kết hôn và có hai người con. Vì vậy, khi thông tin nam ca sĩ cưới vợ lần hai được lan truyền, nhiều người không khỏi bất ngờ.